quý vị và các bạn, xây dựng đô thị văn minh thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào quần chúng nhân dân. Nếu từng cá nhân trong gia đình và mỗi hộ gia đình trong cộng đồng có ý thức giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, sẽ góp phần rất lớn trong việc xây dựng đô thị không có rác, xanh sạch đẹp. Một đô thị văn minh còn được thể hiện qua việc tuân thủ pháp luật, hành động có văn hóa, nếp sống lành mạnh của người dân đô thị. Xây dựng văn minh đô thị là xây dựng hình ảnh đô thị mới, đô thị của nếp sống văn hóa lành mạnh, an toàn về an ninh trật tự, không có rác và môi trường xanh sạch đẹp. Trong đó, ý thức của người dân đô thị đóng vai trò then chốt. Bởi quần chúng nhân dân chính là chủ thể, là người trực tiếp tác động đến môi trường sống. Vì vậy, muốn xây dựng đô thị văn minh, trước hết phải đi từ dân, từ việc tuyên truyền xây dựng và nâng cao ý thức mỗi người dân. Khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh đã xây dựng khóm văn hóa, xanh, sạch, đẹp, môi trường sống không có rác, an toàn về an ninh trật tự, từ việc tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Rác thải thì bên đội vệ sinh nó cũng có thùng rác vô tới nhà, rồi mình cũng vận động mấy cái hộ dân đó bỏ cái rác vào cái bao rồi để trước nhà, cũng như là đúng quy định khoảng 8 giờ tối vậy đó thì để ngoài, rồi bên đội vệ sinh xuống đây để kéo lấy cái rác để bỏ vô thùng để xử lý rác. Rồi về cái thì tất cả thì ban dân khóm đều phát động từng hộ dân để mà thực hiện cho nó đúng theo cái vệ sinh môi trường. Nói chung tất cả hộ dân ở đây thì thường xuyên đều chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thì tất cả hộ dân cũng đều ban dân khóm đều vận động như thế nào thì các hộ dân đều chấp hành tốt, không có làm sai trái với luật pháp của nhà nước. Về an ninh trật tự cũng thế. Thì nói chung thì khóm thì an ninh trật tự thì cả mấy năm nay thì cũng rất là tốt, không có gì xảy ra. Khóm 10, phường 9 có trên 600 hộ dân, phần lớn là cán bộ, công nhân viên chức lao động, chỉ một số ít hộ mua bán nhỏ và sản xuất nông nghiệp. Nhờ thường xuyên gần gũi sâu sát với nhân dân trên địa bàn, nên công tác tuyên truyền, vận động xây dựng ý thức tự giác trong nhân dân đối với việc tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khóm văn hóa được nâng lên, dần dần đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của tổ dân phố, nên công tác quản lý và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gia đình văn hóa ngày càng hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững khóm văn hóa. Trong đó, vai trò của từng đảng viên được phát huy. Mỗi đảng viên chi bộ khóm 10 đều ý thức đi đầu, gương mẫu và thực hiện trước. Trong nhà thì mình cũng nói trong gia đình đó, mình nên khi mà mình xài rác thải á thì mình nên có cái đồ mình để vô, mình phân loại rác mình để vô cho từng nơi, mình cột lại chặt mình bỏ vô thùng rác. Khi mà mấy người ta đi vệ sinh á, ta kéo tới mình đem rác ra mình đổ vô thùng của người ta cho người ta chở đi. Thì mình cũng hướng dẫn gia đình mình rồi mình mới nói chuyện mấy người xung quanh, khi mình kết hợp cái đoàn tổ gì đó đợi mình vận động người ta là như vậy. Thì thực hiện theo cái khóm á thì phối hợp lại với các ngành đoàn thể, mình đến nhà dân để mình vận động người ta là giữ gìn môi trường là xanh sạch đẹp thôi. Thứ hai nữa, mọi người phải có ý thức có thùng rác riêng, khi nào mà cần thì mình đem thùng rác ra ngoài cho người ta đổ thôi. Cái thứ nhất là mình phải làm cho công tác giáo dục mình phải cho nó thường xuyên, để cho mọi người dân người ta có ý thức, để người ta có một cái giữ gìn được cái môi trường nó cho nó sạch đẹp. Chứ còn mình nói ít thì người ta cũng chưa hẳn là người ta sẽ theo mình được. Mà muốn vậy thì mình phải các ngành đoàn thể phối hợp, là chúng ta thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu được là môi trường như thế nào, rồi hậu quả của nó ra sao, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe con người, thì từ đó người ta mới có thể người ta mới thực hiện được tốt. Địa bàn khóm 10 có 7 tuyến hẻm đanh. Hiện nay, việc vận động bà con xây dựng gia đình văn hóa vì môi trường sống an toàn, không có rác được tập trung nhiều ở các tuyến hẻm, nhất là vấn đề rác thải sinh hoạt. Thực tế qua kiểm tra cho thấy, các hộ dân ở các tuyến hẻm đều có ý thức và chủ động giữ gìn vệ sinh nơi ở và môi trường sống.
Ngoài việc giữ cho nhà cửa sạch sẽ, các hộ dân còn nhắc nhở, động viên nhau, cùng chung tay dọn dẹp sạch sẽ tuyến hẻm, xây dựng tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt, gắn kết. Đối với bà Mai Thị Đính, việc giữ gìn sạch sẽ nhà ở trước hết là điều lợi ích cho chính các thành viên trong gia đình. Bởi khi nhà ở được sạch sẽ thông thoáng thì mới mang lại cảm giác thoải mái, khỏe mạnh cho mỗi thành viên sau một ngày lao động vất vả bên ngoài trở về nhà. Rác sinh hoạt của gia đình sau khi quét dọn, bà Đính gom lại gọn gàng rồi chờ đến tối sẽ có nhân viên vệ sinh đến thu gom. Để tạo thêm mảng xanh cho gia đình, bà Đính còn trồng thêm nhiều hoa kiểng, thường xuyên cùng với các hộ dân xung quanh dọn dẹp vệ sinh con hẻm. Thường ngày thì mình quét mình cũng để vô thùng rác. Rồi tối có người ta vệ sinh đổ cho mình. Những khúc nào của ai thì người ta cũng vệ sinh hết. Sáng ngày thì cũng vệ sinh, rồi một lát thì rác nó cũng lá cây á, thì nó cũng bay xuống, người ta cũng quét, ta cũng vệ sinh cho nó sạch sẽ hết à. Theo quan niệm của bà Hà Thị Mỹ, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, từ đó hình thành thói quen. Một khi đã là thói quen thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nếu mỗi người dân đều nghiêm túc và có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta, như bảo vệ nguồn không khí trong lành để hít thở hàng ngày, thì môi trường sống sẽ trở nên trong lành, thông thoáng hơn. Vì thức dậy là thường thói quen gì là khoảng 5 giờ rưỡi. Rồi thức dậy là vì quét dọn dẹp trong nhà, rồi ra tới vì quét ngoài đầu hẻm, quét sân đầu hẻm, cho sạch sẽ, cho vệ sinh chung. Hằng ngày thì rác của gì thì phải để chứ một con có thứ tự là để trong cái thùng. Rồi xong chiều là gì phải gom lại, gì phải để vô cho có chỗ, rồi đem ra cho xe rác lại đổ. Rác thường thường thì xe rác lại 9 giờ, nhưng gì phải đem ra khoảng 8 giờ, 8 giờ 8 mấy. Mà đem trước cái xe rác phải lại, chứ đem để mà trước nữa là sợ nhiều khi chó là nhỏ nó kéo xuống rồi dơ. Cùng với sự sâu sát, khẩn trương của các ban ngành đoàn thể khóm 10, ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trên địa bàn đã được những kết quả đáng ghi nhận trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Cụ thể là các tuyến hẻm đều được sạch sẽ thông thoáng, xanh sạch đẹp. Cuộc sống của người dân ở khu dân cư với tình làng nghĩa xóm, hài hòa, thân thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, hiện nay trên địa bàn vẫn còn một điểm nóng về môi trường mà nhiều năm qua vẫn chưa khắc phục được, gây bức xúc và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân cụm dân cư này. Thì cái hố ga này á, tính tới nay là khoảng 5 năm. Mỗi một năm như vậy, trời mưa thì cái con đường này nó giống như cái sông vậy đó. Nói chung là bà con xóm này phải chịu đựng tới nay 5 năm rồi. Và rất là bức xúc. Mà chính cô là cái người ở gần nhất nên cô phải chịu đựng nặng nề nhất. Cho nên là mỗi một ngày như vậy là ở trong mấy chục căn nhà trọ vừa sáng ra, nó xả cái hố ga này ra nước rất là đen, rất là hôi thối. Cho nên là cô không ở nhà làm việc được, là cô thường hay tránh đi chỗ khác. Rồi tất cả bà con ở đây, người ta phải chịu đựng cái mùi này, người ta cũng rất là bức xúc. Cái cảnh tượng mà tồi tệ nhất cô không thể nào chịu được, đóng hết tất cả các cửa mà nó vẫn còn hôi. Cái không khí mà cưng đâu có thể nào tránh khỏi được. Cho nên điều này là vô cùng khổ sở đối với bà con ở đây. Mong muốn lần này là các cơ quan chính quyền có chức năng giải quyết triệt để, đừng để kéo dài nữa, để làm cho bà con rất là ảnh hưởng cái mùi này. Là nói chung là cái sức khỏe là ngày càng là xuống thấp, ngày càng là tồi tệ hơn. Cái đường này nè, mỗi sáng nó tràn nước ra là nó rất là hôi thối. Nhờ là cơ quan ban ngành có thẩm định xong thì khắc phục cho nó được xanh sạch đẹp, để cho nhân dân ở đây khỏi phải bệnh hoạn, khỏi phải bị hô hấp những cái đường ruột rồi đó, là nó ảnh hưởng cái chỗ này rất là dơ. 5 năm qua, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khảo sát, kiểm tra, tiếp xúc với bà con và liên hệ với ngành chức năng để giải quyết dứt điểm cho bà con quanh khu vực, nhưng đến nay, mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Nhiều hộ dân vẫn phải tiếp tục chịu đựng mùi hôi thối và rất bức xúc. Ban dân khóm cũng đề nghị lên phường, lên thành phố rất là nhiều lần mà tới nay cũng chưa khắc phục được cái điểm ô nhiễm chỗ nhà của bà Lệ Phi này.
Cho nên thì đối với bản thân tôi á, thì đề nghị cho bên chỗ thành phố, bên tài nguyên, bên môi trường của thành phố xuống làm việc với chỗ điểm này để dứt dạc, để cho bà con ở trong địa bàn khóm này được an tâm để mà sản xuất, chứ đừng để cho ô nhiễm kéo dài lâu dài như thế này. Cần khẳng định rằng xây dựng văn minh đô thị phải bắt đầu từ ý thức, nếp nghĩ của mỗi người dân thành phố cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, làm cho nơi ở ngày càng xanh sạch đẹp, vì một môi trường sống lành mạnh, thông thoáng, không khí trong lành. Không chỉ mang lại vẻ đẹp bên ngoài, mà sức khỏe của người dân cũng được tốt hơn. Một môi trường sống thân thiện, văn minh, phản ánh được nếp sống văn hóa của người dân, từ nếp nghĩ tích cực đến những hành động đẹp. Một nét đẹp văn hóa khi xây dựng đô thị văn minh, và mỗi người, mỗi nhà sẽ là những chủ thể không thể thiếu trong sự văn minh, thân thiện ấy. Chuyên mục Vì văn minh đô thị kỳ này đến đây là hết. Chân thành cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.